Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý khán giả đang có mặt trên đường live của Thu Hiền buổi tối hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2023. Vâng. Như vậy thì chúng ta cũng đã kết thúc một hành trình một năm ca hát. Thân ái bên nhau, chúng ta đã cất vang lời ca tiếng hát, làm quen với các bạn bốn phương. Và hôm nay thì cũng là chuyến tàu chúng ta cũng đã khởi hành và sắp cập bến. Chỉ còn một ít ngày nữa là qua năm cố xa quốc sang năm con mèo. Và Thu Hiền cũng rất vinh dự hôm nay lại là hành khách cuối cùng của chuyến tàu hành trình một năm ca hát hôm nay. Thì Thu Hiền được ban lãnh đạo cùng mọi người đón nhận về đây để giao lưu với mọi người vào giờ phút cuối cùng của năm, cũng để chuẩn bị sang năm mới. Thu Hiền thay mặt cho toàn thể anh chị em trong câu lạc bộ kính chúc mọi người một lời chúc, một lời cầu mong sức khỏe thân thương nhất. Chúc cho mọi người bước qua năm mới với tràn đầy khí thế và niềm đam mê âm nhạc. Chúng ta sẽ xích lại gần nhau và chúng ta sẽ có một cái động lực mạnh mẽ hơn để chúng ta tiếng hát chúng ta càng bay xa, càng có nhiều bạn, càng có nhiều người đồng hành. Và chúc cho câu lạc bộ sang năm thì càng nhiều người tham gia, có nhiều thành viên hơn nữa, và chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, ngày càng vươn xa hơn. Để mở bàn cho chương trình giao lưu ngày hôm nay, Thu Hiền sẽ gửi đến mọi người bài Quan họ Bắc Ninh mang tựa đề Lời chúc đầu xuân. Mời quý vị cùng lắng nghe. Oh,
em đã tình nghi xoan xuân ngã thương tâm vẹn đất trời xuân hạnh phúc chúng mình bên nhau.